sau khi nhận được thông tin của điểm trường có một thí sinh có tên là Yến, Trần Thị Yến đã không đến phòng thi, thì và hộ khẩu thường trú của Yến là ở hộ tổ 5 phường Quang Trung. Thì sau đó là chúng tôi đã triển khai lực lượng là đi xuống địa bàn phường Quang Trung tìm nhà của họ thí sinh tên là Yến. Thì tôi đã trực tiếp đi và đến tận nhà thí sinh, thì thí sinh đang ngủ, thì đã tiến hành gọi thì yêu cầu thí sinh nên lên xe và đến điểm thi cho đúng giờ. Khi đến đây thì theo cái thời gian thì tôi thấy khoảng 3 phút nữa thì là hết giờ vào phòng thi. Trong cái thử nghiệm nhiệm vụ thì chúng tôi là đảm bảo về cái trách nhiệm của mình và cũng nhanh chóng để đưa học sinh đến điểm thi làm sao cho thuận tiện nhất, gần nhất và đảm bảo thời gian giờ giấc, không để thí sinh muộn giờ thi, thiệt thòi cho các cả một cái quá trình học hành phấn đấu của thí sinh. Hôm qua tại ôn bài muộn ạ, sáng nay có để chuông nhưng mà chắc là em không nghe thấy ạ. Em rất cảm ơn các anh đã đến đưa em đi thi ạ. Đề thi năm nay thì lý là khó ạ, lý hóa khó, còn sinh thì em thấy tạm được ạ. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình tay trong vinh quang, đền công lao bao bao giờ hùng anh. God bless you, God bless America, very much appreciated. Thank you all very much. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you.